Hello quý vị ha, đây mới nhận được một con ván điện của khách gửi lên ha. Cái này em mới nhận về thì em làm cái review luôn, làm cái review trước là sau đó mới tiến hành là xem xét sửa chữa này kia. Cái nào nhận được cái gì thì em sẽ báo. Con này là ván điện, con dòng này dòng Mebo ha. Đây, thương hiệu dòng Mebo là thương hiệu nội địa của Trung là rất có tiếng nha. Con này cũng đang có tiếng lắm nha. Dòng này là dòng Hurricane nha, dòng Hurricane Ready ha. Hurricane Ready là dòng địa hình offload ha, phiên bản là dòng offload với bộ bánh hơi là đây, một set up một bộ như thế này là bộ bánh hơi 165. Bộ bánh hơi là Silon ha. Silon ở bộ bánh hơi là 165. Đây là một bộ của nó gồm có bộ bánh và hai đường chụp đường truyền nha quý vị. Bánh hơi nha quý vị. Con này là bánh hơi bằng kim loại CNC hết. Cái nguyên thì mình biết thì cái bộ bánh hơi này rất là đắt tiền, không có rẻ đâu. Cái bộ này rất là đắt tiền ha. Sơ sơ nguyên một set up một bộ bánh được chụp đường truyền như vậy là này. Rồi, tiếp theo là cái motor. Riêng gì cái motor này là motor 3500W trong một động cơ motor ha. Phiên ba con motor này là 6374. 6374. 6374. 3500W cho một động cơ. Hai động cơ tương đương là đi ở tầm mức cho phép là các bạn đi với pin này là chắc pin 48V quá. Để lắm mình xem nó dòng pin như thế nào. Cho phép ở đây là cho phép các bạn kéo mát là 50 ha, 50 km là dư sức. Con này là kéo mát 59 dư sức. Rồi, khách hàng gọi cho mình một cái tay điều khiển. Một cái tay điều khiển của Mebo ha. Cái này chưa mở lên được tại vì nó hết pin rồi. Bên kia một cái sạc và một cái đế sạc, đây là loại sạc tiên tiến rồi, rất là nặng ha. Sạc này là sạc của dòng 50V ha. Con này là sạc dòng tiên tiến rồi, phiên bản tiên tiến rồi, con này có thể chết được cái thời gian sạc. Con này sạc nhanh ở cho phép là 2 tiếng mấy á, 2 tiếng 2, 2 tiếng 3 là vừa rồi, cỡ 2 tiếng rưỡi là mát lắm rồi. Con này rất là sạc nhanh ha, với dòng pin 48V mà đi các bạn đi con này là 50 km thôi là 50 km trên giờ các bạn sạc có 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng mốt à, 2 tiếng 2 gì đó. Cỡ đó thì các bạn theo được dõi được cái áp sạc của nó luôn. Con này là áp sạc rất là tiên tiến về vấn đề này ha, nó xài một cái phiên bản áp sạc mới ha. Cái phiên áp sạc này cũng vài triệu đó, không có rẻ đâu. Rồi sau là mình tiến hành, đây là cái trục bánh, rồi đây là cái ván, đây cái ván mình nói sơ sơ cho các bạn biết vậy thôi, tiến hành sửa sửa làm sao nữa. Đây là cái khung, gọi là khung ván carbon. Nó liền khớp với nhau luôn, nó chỉ khác là đây bên trong nó đấu những con vít như thế này. Rồi mình xin phép lắm mình đưa lên đó những con vít nè. Đây là carbon nó liền khớp với nhau luôn ha. Bên trong nó liền luôn cho nên khả năng vô nước phần dưới thì không có khả năng vô nước rồi. Bên trong này nó còn một cái lớp nữa, lá bằng khui ra nó còn một cái lớp chống nước nữa. Cho nên cái con ốc các bạn buông ra là bên trong nó phối hết là pin với con mạch ớ xe. Mạch ớ xe ở đây là một cái bo mặt cực kỳ gọi là khó chịu với về mạch này. Nhưng mà hồi nãy thì khách hàng báo với mình á, cái động cơ là một bên chạy một bên không chạy thì mình vuốt á, đây là chân chu nè, động cơ này vuốt chân chu nè, rồi qua một cái động cơ này mình vuốt á thì nó bị khựng lại, các bạn thấy không, nó cứng nè. Có nghĩa là một cái động cơ bị chết ở trong một cái động cơ, nó không phải chết mà là nó bị chạm ba pha, có nghĩa là hai pha nó bị dính với nhau thì nó bị cứng, các bạn thấy không, nó cứng khó chịu lắm. Có nghĩa là nó bị cứng, có nghĩa là động cơ nó vẫn còn sống nhưng mà do tình ở trong nó một cái dây nó bị dính vô á, có thể nó bị dính vô cái là nó bị cứng lại lên làm cho dây pha nó không chuyển động. Rồi mình lật phía sau cho các bạn coi dòng thông số của cái dòng pin này. Mình mở lên phía trên ấp lên mặt cho các bạn coi về thông số. Đây lớp hơi 165 nè, nó có đề đầy đủ ha, 165 là lớp hơi ha. Bây giờ bên trong có một cái lớp hơi nữa. Con này là gọi là cái gì, cái trục bánh gọi là CNC hết nè, thương hiệu của Mebo. Giá trị con này rất là cao. Một bộ bánh như vậy là nó 4 bánh và một cái trục truyền động, hai cái trục truyền động cho các bạn thôi là trên giá, nếu mình mua là tầm trên đó ha. Còn đây Made in China ha. Rồi Mebo nè, Hurricane Rider nè, con này nó thiếu chữ Rider vô không sao cả, mình nhìn là mình biết phiên bản của Hurricane Rider nè. Đây nó có tên nè. Đây còn Mebo, đây nút nguồn nè, còn đây nút sạc nè. Hiện giờ là pin này nó khách hàng này để lâu quá, có nghĩa là không dùng được á, có nghĩa mình có cảm giác như khách hàng mua về không dùng được hay gì đó thì không có khởi động cho nên pin nó tuột. Cho phép con này thì nó có thông số là đây pin 48 nè, 12B4 nè, thấy là 12FB4 dòng 48 nè, 50V nè. Có nghĩa là con này ở cho phép mức sạc là mát 52 km cho một lần sạc, đi ở tầm mát là mát 50 nha quý vị, mát 50 nha. Động cơ nè 7258W nè. Ok ha. Rồi trên vậy là thôi, mình đi nhìn pin là mình biết rồi đó. Pin mát con này là dòng ta mát 50. Thời gian cho phép sạc là 52 ha.
52 km là thời gian chuẩn của nó, 52 km cho một lần sạc. Rồi, tất cả là tạm thời là trước mắt vậy. Rồi, mình sẽ xin phép là lát mình sẽ nói chuyện với khách sau về vấn đề là tiến hành sửa chữa ha. Rồi, hello quý vị ha. Đây có phiên bản của dòng dán điện của dòng Husky ha. Đây, Husky Dash ha. À, phiên bản này của dòng Mebo. Mình khui ra thì đây là mã pin nè, Mebo thương hiệu ha. Dòng Mebo Plus nè. Blackberry Pack à. Không. Con này là dòng pin 2170, loại pin là 12S4B là loại cao cấp ha. Con này là loại cao cấp, là dòng 48V quý vị. À, dòng 48V 16.8Ah thì tương đương với 25.76W thì nó tính ra là đi được 52 km cho một lần sạc. Con này tốc độ mát là 50 nha. Tốc độ mát 50, con này vẫn còn mới nha. Có khách hàng này mua từ ngày 10 tháng 6. Đó là thời gian tiến hành sản xuất hàng này là ngày 10 tháng 6 2003, nếu là tính ra gần 1 năm rồi, 10 được 8 tháng 9 tháng rồi quý vị. Rồi, con này là bị lỗi về mạch của con ESC, gọi là mạch bo mạch của điều khiển. À, về vấn đề bo mạch một cầu thì mình đã kiểm tra rồi, bây giờ mình tiến hành ha con này. À, lưu ý một phần nữa nha các bạn, không gành về vấn ốc vít thì đừng có cố gắng mà mở nha. Trong trường hợp những khách hàng mở những cái ốc vít đó, nó bị gờn hết. Đây. Có những cái bị gờn là rất là khó mở ha. Trong trường hợp này khách hàng là bị gờn. Cho nên mình mở ra cũng bị khách hàng cũng có ý định mở ra đó, nhưng mà mở không được, nó bị gần hết mấy con ốc rồi. Cái này phải khéo nha, làm mấy chơi mấy cái bán này các bạn phải chú ý những con ốc vít nha, gần một cái là rất là khó, phải tìm nhiều cách đó để mở nó ra. Khi các bạn xuống phố rồi còn rất là nguy hiểm, các bạn xuống đường như thế là các bạn dạo là rất là nguy hiểm. Mình là khuyến khích các bạn chơi trong những cái công viên là đi số 2, số 3 là mức độ lại khi là tùng cực rồi, có giao đồ bảo hộ này kia các bạn có thể vọt nha, không là cũng giống như mình nè, té liên tục ha. Cứ chơi dòng nào để ý đây, mình chơi dòng nào á, hầu như mình test dòng nào là mình bị thương à, tại vì mỗi dòng mỗi khác, các bạn nên nhớ mỗi dòng là mỗi khác, cho nên không có giống dòng nào hết, dòng nào có thiên địa hình nào nó thiên giờ banh nào, cho nên ngay cả dòng này nó cực kỳ bánh nó to. To, thấy không? Trong khi những dòng bánh á nó là nhỏ, linh hoạt nó rất cao. Con này nó độ nặng rất là cao và dòng bánh rất ẩn, vậy là nó chỉ thích hợp những cái dòng mà gọi là tập dưỡng sinh thôi. Chứ thực tế mà đi địa hình là cũng phải xem lại ha. Con này mình thấy địa hình không thích hợp lắm. Phải từ dòng bánh á nó nhỏ hơn cái dòng 150. Mà nó tịch kỳ, nó nhỏ bề gàn, nó nhỏ cái dày như thế là chỉ được thăng bằng, như mà nó cũng không có phát huy được cái gì gọi là ổn á. Mãi trời là gồ lắm lắm á, các bạn mới luyện được những cái dòng to tròn như thế. Mình khuyến khích các bạn, tại vì mình là người trải nghiệm những dòng dán như thế, mình cũng cho một chút gì đó là để các bạn hiểu được cái vấn đề đó là tập chế lô trường đó. Đó, riêng gì hôm nay mình té sắc mặt luôn á. Cái này là mình còn né được, mình né được đó, mình lấy tay mình dọ xuống là mình té sắc mặt luôn á, không có giỡn đâu. Cái này là mình nói theo cái dạng kinh nghiệm của mình, hầu như là một dáng nào tới mình là bị cái này không bị cái kia, chứ không phải nó giống cái nào đâu các bạn. Không phải là nhảy lên cái là các bạn nhảy lên đó, cái bản xạ của nó rất là nhảy, nó không giống như cái thằng nào. Bây giờ mình chuyển lại xuống cho các bạn coi cái đầu này nữa, là khó điều khiển nữa vì đầu này cực kỳ nặng. Đây các bạn thấy không, tiếng kêu không? Khó cua, khó quẹo. Ngay cái đường rộng mét ở đây tầng 8 mét rồi. Các bạn nhìn cái đường này 8 mét mà khó quẹo lắm. Khó, cực kỳ khó. Không phải là dễ như các bạn nghĩ đâu. Mình phải lấy chớn quẹo và lấy cái chiều đà của nó. Con này nó không nhảy. Nó nhảy là cái dòng bánh có 165 thôi. Đó, các bạn nhảy vô là các bạn lấy chớn ra, dòng ra, chớn ra. Nó không nhảy được cái kiểu gọi là các bạn bo tròn, bo vuông. Cho nên không khuyến khích các bạn xuống những đường như thế này nha. Mình nói thiệt, không khuyến khích xuống đường lớn như thế này. Con này là rất là, con này chỉ chơi ở trong phạm vi gọi là dưỡng sinh thôi, công viên này kia thôi. Chừng nào các bạn nhuần nhuyễn rồi các bạn tự tin mới xuống được phố nha.
ngay cả mình chơi mình cảm nhận được, mình cảm nhận được con này luôn. Dài cũng hơn 1 mét á, 1m2, 1m1 rồi. Con này là phiên bản dòng cao cấp của dòng Maple ha, chính thức bàn giao nha. Hoàn thành hết rồi đó, sửa xong rồi đó, đó chuẩn bị bút ráp rồi giao lại cho khách hàng ha. Rồi em xin phép nha. Rồi em tiến hành bàn giao cho em ha. Đây anh gói sẵn bên shipper sẽ giao qua cho anh ha. Rồi đang tiến hành đi ha anh. Rồi em xin phép nha.